Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Vũng Tàu. Báo cáo với đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Vũng Tàu cho biết, các nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 28 hộ dân hẻm 72 Võ Thị Sáu, kết quả xử lý công ty kỹ thuật dịch vụ thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với các sai phạm trong sử dụng khu đất 163 Xô Viết Nghệ tỉnh, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 29 hộ dân khu Đại An phường 9, khắc phục những tồn tại tại dự án khu dân cư 41D phường 9 thành phố Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các phòng ban chức năng và từng phường xã liên quan nghiên cứu giải quyết, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa được nhân dân đồng thuận. Trong buổi làm việc, đại diện các sở Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Ủy ban Nhân dân các phường nơi có đất của tổ chức và cá nhân liên quan đến những dự án còn tồn tại bất cập cũng đã nêu những khó khăn, đồng thời đề xuất những giải pháp phối hợp thực hiện trong thời gian tới. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tiếp tục nghiên cứu để giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri, những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời xem xét giải quyết. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị lần thứ 7 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Quý 1, các chỉ tiêu kinh tế của thành phố đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020. Đáng ghi nhận là tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,8%, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 31,2%, tổng thu ngân sách đạt 37% dự toán năm. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong quý 1 năm 2021, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã kết nạp 42 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận 131 trường hợp đảng viên chính thức. Đảng bộ thành phố cũng đã cho chủ trương thành lập hai chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được thực hiện đúng tiến độ quy định. Các phường xã đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri để nhân dân thuận tiện theo dõi, bổ sung thông tin nếu có sai sót. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng, các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất giải pháp về phát triển đảng viên, chỉnh trang đô thị, khắc phục những hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, rà soát và xử lý quyết liệt các điểm đen môi trường, nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Trong quý 2 năm 2021, thành phố Vũng Tàu tăng cường vào kích cầu du lịch, tạo lập môi trường du lịch thân thiện để thu hút du khách và đặc biệt nỗ lực tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.